Cô chào tất cả các em học sinh. Chúng ta cùng vào bài học hôm nay nhé. Trong quá trình học trực tuyến, các em cần lưu ý một số vấn đề sau. Các em phải chuẩn bị sách vở nè, đầy đủ ha. Chú ý theo dõi hướng dẫn của giáo viên và ghi chép bài cẩn thận. Trước tiên chúng ta nhắc lại chương trình lớp 6 các em đã được học. Đó là giới thực vật. Thì giới thực vật rất là phong phú và đa dạng. Chúng phong phú và đa dạng thể hiện qua số loài nè, có nhiều loài khác nhau, cấu tạo từ thấp đến cao và tiến hóa nhất đó là thực vật hạt kín. Ngoài ra, chúng còn khác nhau về hình dạng nè, về kích thước, về màu sắc, về môi trường sống, vân vân. Bên cạnh đó, thực vật có những cái vai trò rất là quan trọng trong tự nhiên và cả trong đời sống của con người. Thì tất cả những kiến thức đó các em đã được tìm hiểu trong chương trình sinh học ở lớp 6. Vậy thì sang chương trình sinh học 7, các em sẽ được học về giới động vật. Trên đây là sơ đồ cây phát sinh giới động vật. Sơ đồ này các em sẽ được học kỹ hơn ở phần cuối của chương trình sinh 7 sang học kỳ 2. Thì em thấy là trong sơ đồ này gồm có 8 ngành động vật chính. Đúng không nào? Thì ở cái ngành đầu tiên đó là ngành động vật nguyên sinh. Đây là ngành động vật mà cấu tạo mà kém tiến hóa nhất. Mắt thường chúng ta không quan sát được, mấy em chỉ nhìn thấy qua kính hiển vi mà thôi. Ngành thứ hai đó là ngành ruột khoang. Ngành ruột khoang đại diện như là sứa nè, hải quỳ nè, san hô nè ha. Ngành thứ ba, thứ tư và thứ năm đó là các ngành giun, có giun dẹp, giun tròn và giun đốt. Những loài này có thể sống tự do hoặc là sống ký sinh, mà ký sinh thì thường nó gây hại cho cơ thể của động vật kể cả con người. Số 6 đó là ngành thân mềm như là một số loài ốc nè, mực nè, bạch tuộc nè ha. Ngành thứ bảy đó là ngành chân khớp, bao gồm 3 lớp là lớp giáp xác như là tôm sông nè, lớp sâu bọ như là châu chấu, lớp hình nhện, ha, một số loài nhện. Và ngành cuối cùng đó là ngành động vật có xương sống, bao gồm có 5 lớp, đó là lớp cá, lưỡng cư, lớp lưỡng cư như là cá, như là ếch nè, nhái nè. Đó. Lớp bò sát như thằn lằn, rắn, rùa, cá sấu, lớp chim và cuối cùng đó là lớp thú. Như vậy, qua hệ thống như thế chúng ta thấy rằng động vật vô cùng đa dạng và phong phú. Như vậy thì nó đa dạng và phong phú thể hiện qua đặc điểm nào? Hả? Chúng ta đi vào bài 1, thế giới động vật đa dạng và phong phú. Bây giờ các em hãy mở sách giáo khoa trang số 5. Lưu ý đọc kỹ thông tin, quan sát kỹ những hình ảnh của bài. Như các em đã biết, động vật sống ở khắp nơi trên hành tinh của chúng ta, kể cả ở vùng Bắc Cực và vùng Nam Cực. Chúng phân bố ở trên đỉnh Everest cao hơn 8.000m đến vực sâu 11.000m ở dưới đáy đại dương. Thì ở cái vực sâu như thế, điều kiện rất là khắc nghiệt, ví dụ như là thiếu ánh sáng nè, nhưng mà vẫn có động vật sinh sống và tồn tại được. Như vậy cùng với thực vật, động vật đã góp phần làm nên sự bền vững và tạo vẻ đẹp cho tự nhiên. Tiếp đến các em hãy tìm hiểu kỹ thông tin và hãy cho biết động vật hiện nay phát hiện được khoảng bao nhiêu loài nè. Thì hiện nay động vật phát hiện được khoảng 1,5 triệu loài và mỗi năm các nhà khoa học người ta còn phát hiện ra thêm một số loài mới nữa mấy em. Như vậy, đặc điểm đa dạng phong phú đầu tiên thể hiện ở đây đó là động vật đa dạng về số lượng loài. Em hãy quan sát hình 1.1 trang số 5. Riêng loài chim vẹt mà có đến 316 loài khác nhau. Rất đa dạng về loài, đúng nè. Hình tiếp theo đó là hình 1.2 ở trang số 6. Đây là một giọt nước đem soi dưới kính hiển vi thì người ta cũng phát hiện ra có đến khoảng 10 loài sinh vật khác nhau như là một số giáp xác nhỏ, ấu trùng thân mềm, động vật nguyên sinh và một số loài thực vật khác như là tảo.
Ngoài đa dạng về số lượng loài, thì giữa các loài động vật còn có những điểm gì khác nhau nữa nè? Em hãy quan sát hình và cho nhận xét nhé. Như vậy, giữa mỗi loài động vật cũng khác nhau về đặc điểm cấu tạo nè, về hình dạng bên ngoài nè, về kích thước cũng khác nhau. Ví dụ như kích thước như thế nào, có những loài mắt thường chúng ta không quan sát được, ví dụ như là trùng roi nè, những loài động vật nguyên sinh. Bên cạnh đó có những loài động vật kích thước rất là to lớn, ví dụ như là voi châu Phi nặng khoảng 4 tấn và cao 3 mét, được xem là động vật lớn nhất trên cạn. Hay là cá voi xanh nặng 150 tấn và dài 33 mét, được coi là động vật lớn nhất ở đại dương. Tiếp theo, các em hãy quan sát ha. Đây là một đàn bướm nè. Đấy. Đây là một đàn châu chấu bay di cư, và khi nó bay qua và nó che khuất cả con người ở phía sau. Đây là một tổ ong ha, thành viên của nó, và đây là một tổ kiến. Như vậy yêu cầu đặt ra là gì? Các em hãy nhận xét số cá thể trong loài của nó như thế nào nè. Số cá thể của chúng cũng rất là phong phú, có nghĩa là trong cái loài đó số cá thể của nó rất là nhiều, đúng không nè? Và cũng tùy theo loài, mấy em có loài thì số cá thể trong loài đó nó sẽ ít, hoặc là số cá thể trong loài của nó rất là nhiều như ở trên hình Như vậy kết luận lại, thế giới động vật đa dạng và phong phú thể hiện qua đặc điểm đầu tiên, đó là đa dạng về số lượng loài và phong phú về số lượng cá thể. Đây là nội dung các em cần ghi vào. Tiếp đến, đây là đoạn thông tin cuối ở trang 6 của phần 1 La Mã. Các em hãy tìm hiểu kỹ đoạn thông tin này, và cô có một số câu hỏi đặt ra như sau. Câu hỏi thứ nhất, động vật nuôi ngày nay có nguồn gốc từ từ đâu nè? Động vật nuôi có nguồn gốc từ động vật hoang dã. Và nguyên nhân nào động vật hoang dã lại trở thành vật nuôi? Do nguyên nhân nào? Do con người đã thuần hóa động vật hoang dã để trở thành vật nuôi. Vì sao con người lại đi thuần hóa chúng để trở thành vật nuôi? Tại sao phải làm điều này? Để làm gì? Nhằm phục vụ nhu cầu khác nhau của con người. Đúng nè. Như vậy em nhớ ha, động vật nuôi ngày nay có nguồn gốc từ tổ tiên hoang dại của chúng. Sau đây cô lấy hình ảnh ví dụ ha mấy em. Ví dụ như là tổ tiên của gà rừng nhỏ nhắn còn đang sống ở trong vùng nhiệt đới, và do nhu cầu khác nhau người ta đã thuần hóa nó để trở thành vật nuôi. Thì gà nuôi ngày nay có nhiều biến đổi về màu lông, về kích thước, về chiều cao khác xa với tổ tiên của chúng. Thì các em thấy là gà nuôi hiện nay người ta nuôi phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau của con người. Ví dụ như là nuôi lấy thịt nè, thì gà đó sẽ có đặc điểm là gì? Cho nhiều thịt nè, lớn nhanh, tăng trưởng nhanh, vân vân, thịt ăn ngon chẳng hạn. Còn gà nuôi lấy trứng thì chúng đẻ rất là say, trứng to, đúng không nào? Và trứng có nhiều chất dinh dưỡng, nhiều bổ dưỡng hơn, vân vân. Rồi còn gà mà nuôi để làm cảnh thì sao? Chúng sẽ có những đặc điểm khác, đó là bộ lông thì phải đẹp, sặc sỡ, đúng không nào? Đó là ví dụ ha. Như vậy thì em thấy là từ một loài động vật hoang dã, con người đã thuần hóa chúng để trở thành vật nuôi nhằm mục đích là gì? Để phục vụ cho nhu cầu khác nhau của con người. Đấy. Tiếp theo các em bổ sung thêm một ý ở phần 1 nhé. Đó là nguồn gốc của động vật nuôi ngày nay. Chúng ta cùng sang phần 2, tìm hiểu về môi trường sống của động vật. Đây, đây là hình 1.4, ba môi trường lớn ở vùng nhiệt đới, đó là ở dưới nước, trên cạn và trên không. Các loài động vật
sống ở nhiều môi trường khác nhau và nó có những đặc điểm thích nghi với môi trường sống đó. Như vậy em thấy là ở nước như là có tôm, cá, mực nè, trên cạn thì có một số loài như là báo, nai, khỉ, vân vân. Trên không thì có các loài chim ha, ong, bướm, vân vân. Bên cạnh ba môi trường sống chủ yếu của động vật thì động vật cũng có thể tồn tại được ở những vùng khí hậu vô cùng khắc nghiệt, đó là ở khu vực nào nè? Đó là vùng giá lạnh ôn đới Nam Cực hoặc là vùng hoang mạc khô nóng. Vùng cực thì nhiệt độ rất là thấp, nước đóng băng quanh năm, đúng không nè, rất là khắc nghiệt. Còn vùng xa hoang mạc khô nóng thì ở đây rất là khô nóng, thiếu nước, thực vật thưa thớt, nghèo nàn và nguồn thức ăn cho động vật thì rất là ít. Tuy nhiên vẫn có những loài sinh sống và tồn tại được bởi vì nó mang những cái đặc điểm đặc trưng để thích nghi. Bây giờ cô có câu hỏi đặt ra như sau. Thì chim cánh cụt nó có những đặc điểm nào để thích nghi với khí hậu giá lạnh ở vùng cực nè? Đó là lông rậm mở dày giúp cho nó giữ nhiệt tốt hơn cho cơ thể. Thì lớp mở dày nó còn là nguồn năng lượng dự trữ cho nó. Còn ở sa mạc thì loài động vật nào thường tồn tại nè? Thì em thấy nó là gì? Đó là những con lạc đà, đúng không nè? Chúng có những đặc điểm để thích nghi đó là gì? Chân của nó thường cao nè, móng rộng nè, chân cao để tránh cái nóng ở bên dưới mặt cát, còn móng rộng thì giúp cho nó không có bị lún nhúng cát ha. Nó nhìn khác giỏi và bú mỡ trên lưng của nó để giúp cho nó đốt cháy khi mà nó thiếu nước, thì đốt cháy để cung cấp cái lượng nước cho cơ thể. Ngoài ra còn có một số loài như là rắn, bò cạp cũng có thể sinh sống và tồn tại ở những nơi này. Sau đây cô có hai câu hỏi, các em hãy thảo luận để chúng ta trả lời hai câu hỏi này nhé. Câu hỏi thứ nhất, đó là động vật ở vùng nhiệt đới đa dạng và phong phú hơn ở vùng ôn đới và Nam Cực vì sao? Thì do khí hậu ở vùng nhiệt đới nóng ẩm cho nên thực vật phát triển rất là phong phú, mà thực vật phát triển đó chính là rừng đúng không em? Đó là rừng là gì? Đó là nơi ở nè, là nguồn thức ăn cho động vật ăn cỏ phát triển. Mà động vật ăn cỏ phát triển thì nó là nguồn thức ăn cho động vật ăn thịt phát triển. Cho nên động vật nó sẽ tập hợp về đây nhiều hơn, cho nên nó rất phong phú và đa dạng ở vùng nhiệt đới này. Câu hỏi thứ hai, đó là động vật nước ta có đa dạng và phong phú không? Vì sao? Đương nhiên, động vật nước ta rất là phong phú và đa dạng bởi vì Việt Nam cũng nằm trong vùng khu vực nhiệt đới, đúng nè, cho nên là thực vật phát triển phong phú thì kéo theo là động vật cũng phát triển phong phú hơn. Và đây là nội dung của phần 25 mã ha, các em hãy ghi chép nội dung này vào. Bên cạnh đó thì lối sống của động vật như thế nào nè? Các em hãy quan sát một số hình ảnh sau đây. Ví dụ như thấy là một số loài thú, đó là như là vượn nè, khỉ nè, thì nó thích là gì? Leo trèo trên cây đúng không nè? Còn chim thì thích nghi, nó sống trên không cho nên thấy là nó thích nghi với lối là bay lượn. Còn cá sống trong môi trường nước thì nó thích nghi với lối sống là gì? Bơi lội. Như vậy tùy theo cái môi trường sống, điều kiện sống và động vật có những lối sống rất khác nhau để phù hợp với môi trường sống của nó. Ví dụ như là bơi nè, bay nè, chuyền cành, vân vân. Các em bổ sung thêm ý này vào ha. Và sau cùng để chốt lại, cô có ba câu hỏi như sau. Thứ nhất, em quan sát quanh nhà em có động vật nào sinh sống nè, những động vật nào có lợi, động vật nào có hại.
và cần làm gì để bảo vệ động vật có lợi và hạn chế động vật gây hại nè. Thì xung quanh nhà hay là xung quanh môi trường ở của chúng ta có rất nhiều loài động vật như là mèo, chó nè. Thì đây là loài có lợi đúng không? Được nuôi để nó giữ nhà hoặc là đuổi chuột thì chúng ta cần chăm sóc và bảo vệ nó. Kiến, gián, chuột, mối, đây là những động vật chúng ta không nuôi nhưng mà nó vẫn xuất hiện. Và đây là động vật có hại, nó có thể truyền bệnh nè, hoặc là hại các đồ gỗ trong nhà. Thì chúng ta cần tiêu diệt nó bằng nhiều cách khác nhau, như là vệ sinh nhà cửa thật là sạch sẽ để chúng không có cái điều kiện cơ hội để nó ở trong nhà của mình, hoặc là dùng những cái loại thuốc diệt côn trùng để chúng ta diệt nó, vân vân. Đúng nào. Như vậy bài học đến đây là kết thúc. Các em lưu ý nè, các em hãy ghi bài đầy đủ nội dung của bài học và nhớ học bài, làm tất cả những bài tập câu hỏi có ở trong sách cho đầy đủ và xem trước bài tiếp theo. Cô mến chào tất cả các em.